ơi con, tí nghe con nói nè. Con còn nhỏ lắm tía ơi, sao tía nỡ gả con đi cho đành. Trời ơi, làm rể người ta, nhưng con biết vậy ở với tía suốt đời. Cũng vì mày quá mê rượu chè, cũng vì mày tao quên ngủ quên ăn, nên tao quyết định á, gả khoách đi cho rồi. Cũng vì thế nên con mới nói, con cưới nhầm cô sư tử Hà Đông. Thà rằng ở vậy cho xong, nên con quyết định ở với tía suốt đời. Người ta nói á, phận gái thì 12 bên nước, chứ còn thân trai thì vô bên vô. Mồi gì đó, cái chuyện đó tía đừng có lo. Cái chuyện đó để cho anh Vinh của con lo cho tía là đủ rồi nghe tía. Tía chỉ mong sao chuyện nợ với con suôn sẻ, làm con thân trai giờ nói nghe lời. Thường nói nhất nam nhất thủ, còn thập nữ giết vô. Nhưng mà anh Vinh có biết không, 10 đứa con gái cũng không bằng một thằng bê đê. Ủa không, không bằng một thằng con trai. Bởi vì trong gia đình tía có con trai là con là bạn nhậu của tía, buộc lòng tía phải thương con nhiều nhất. Mai con về làm rể cho chị xui của tía, biết có được cưng chiều hay cực khổ lòng đông. Tí gì à? Tí ơi, trai lớn lên thì cưới vợ đã đành rồi. Nhưng mà sao nghe tí nói á, lòng con bỗng dưng nhiều lo sợ. Mày sợ cái gì? Hai mươi mấy năm trời nè, con sống êm đềm bên tía, tự nhiên nay một phút xa rồi bao hình ảnh thân thương. Mai mốt con về, con sống bên kẻ lạ người xa, phần con nhớ mẹ, nhưng phần con cũng lo cho tía. Nhưng mà tía yên tâm đi, cực khổ gian lao đớn đâu còn ra chiều. Nhưng biết làm sao mãi rủi trong đời. Tía ơi, tiếng ai nhậu bên kia xong mà ôm sòn sao khó ngủ. Âm thanh buồn á, con thèm rượu quá tía ơi. Tía đừng cưới vợ con xa, nửa đêm thèm rượu con đến nhà anh Bình Vinh. Dạ, dạ con cảm ơn những cành hoa thân thương của các anh đã dành tặng rất nhiều. Dạ con cảm ơn.